Vĩnh. Ngoài ra, còn có gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các loại phân bón, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng. Thông qua phiên chợ lần này nhằm thúc đẩy các hoạt động giới thiệu quảng bá, tư vấn, mua bán nông sản, vật tư nông nghiệp tại địa phương.